Như các ông bố bà mẹ cũng đã biết thì ho này, số mũi này, nóng sốt này hay là tiêu chảy là những cái chứng bệnh rất là thường gặp ở trẻ. Đây có thể nói là những cái chứng bệnh rất là thông thường, chưa đến mức mà chúng ta phải đưa con mình vào bệnh viện để được bác sĩ thăm khám. Tuy nhiên, vẫn có những cách để chúng ta có thể chăm sóc cho bé cũng như điều trị những cái căn bệnh thông thường này một cách an toàn ngay tại nhà. Và đó cũng chính là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng đặt ra trường hợp là các bé của chúng ta đang bị ho, nóng sốt, sổ mũi hoặc là tiêu chảy để tham khảo xem các vị phụ huynh sau đây họ sẽ đưa ra những ý kiến như thế nào về vấn đề này nhé. Hiện tại thì mình có một bé trai được khoảng 1 tuổi, và những khi mà trái gió trở trời thì bé nhà mình cũng hay ho, hắt hơi, sổ mũi. Thì ngoài nhỏ nước muối sinh lý cho bé ra thì mình không biết là cái cách chăm sóc như thế nào để mà có thể chăm sóc tại nhà đối với những cái bệnh đơn giản như vậy cho bé. Thì mình cũng rất là muốn xin ý kiến của các bác sĩ để tư vấn về cái việc này. Khi bắt đầu có em bé nhỏ trong nhà thì mình có tham khảo những cái cách xử lý khi bé gặp những cái tình huống bệnh thường gặp như là nóng sốt hoặc là ho. Thì những lúc bé nóng sốt mình có áp dụng cái phương pháp là nhúng khăn bằng nước ấm để lau những cái khu vực như là nách hoặc là bẹn của bé để cho bé giảm nhiệt. Còn đối với trường hợp mà bé bị ho thì cũng có nghe ông bà xưa dạy là hoặc là mình chưng tắc hoặc là giả cái thảo dược cho bé uống, nhưng mình thấy là cái phương pháp này nó cũng chưa có yên tâm lắm nên mình không dám áp dụng. Thưa các ông bố bà mẹ, ho và sốt có thể được xem là hai chứng bệnh thường gặp đối với trẻ nhỏ. Mặc dù đây không phải là những căn bệnh quá nguy hiểm, tuy nhiên vẫn có những kỹ năng quan trọng mà các ông bố bà mẹ cần phải cập nhật để chúng ta có thể giảm ho và hạ sốt cho con mình ngay tại nhà. Những kỹ năng đó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Thưa quý vị, khi trẻ bị sốt hoặc là ho thì bản thân các bậc phụ huynh thường cảm thấy rất là lo lắng vì đây là triệu chứng của những căn bệnh khác nhau. Tuy nhiên, vào những trường hợp này thì các bậc phụ huynh của chúng ta cần phải giữ bình tĩnh hơn, vì khi thấy bé có những biểu hiện như là ăn uống và vui chơi bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc bé tại nhà. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cử nhân hộ sinh Huỳnh Thị Mai Lan đang công tác tại khoa khám trẻ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bé khi bé bị sốt hoặc là ho. Xin chào chị ạ. Thưa chị, thông thường thì khi mà trẻ bị sốt hoặc là ho đó thì các bậc phụ huynh của chúng ta thường cởi hết đồ của em bé ra rồi lau người cho em bé bằng nước ấm. Thì cách làm này thì có vẻ là hạ nhiệt của các bé rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì không biết là có tuân thủ theo một cái quy tắc y khoa nào hay không? Thì chúng ta có thể chăm sóc bé tại nhà bằng những cái phương pháp sau. Thứ nhất là cho trẻ nằm ở trong cái phòng thoáng và có thể hạ thấp nhiệt độ. Cho bé mặc quần áo rộng rãi, thoáng, mỏng cho dễ thoát nhiệt. Thứ ba là chúng ta cho bé uống nhiều nước. Nếu mà trẻ mà sốt có kèm theo những cái biểu hiện như là bứt rứt, khó chịu hay là quấy khóc gì đó, chúng ta có thể là lau mát thêm cho bé. Hiện nay là trên thế giới người ta khuyến cáo là nên lau mát cho bé bằng nước ấm. Trước khi lau mát cho bé bằng nước ấm thì chúng ta cập nhiệt độ cho bé. Rồi khi mà cách pha nước ấm thì chúng ta cho cái nước lạnh vào thau trước, sau đó cho nước ấm vào từ từ. Thì chúng ta thử cái nước là bằng cách là cho cái cùi chỏ vào thau nước ấm, thấy cái nhiệt độ trong thau mà nó ấm giống như là nước ấm bé là được. Hoặc là cái khi mà ta đo nhiệt độ của bé thì cái nhiệt độ mà nước ấm mà để lau mát cho bé thì thường nó thấp hơn cái nhiệt độ cơ thể của bé là 2 độ. Và chúng ta có thể lau đến khi nào mà nhiệt độ của bé nó hạ ở 38 độ rưỡi thì chúng ta ngừng. Hoặc là tối đa là cái thời gian mà lau mát cho bé là khoảng 30 phút. Thưa chị, có rất là nhiều trẻ bị sốt cao nhưng mà lại có dấu hiệu là run lạnh. Vậy thì trong những trường hợp như thế này chúng ta xử lý như thế nào ạ? Khi trẻ có cái dấu hiệu mà sốt cao, có biểu hiện run lạnh thì chúng ta nên cho bé uống một cái liều thuốc hạ sốt theo cái khuyến cáo của thông tin kê đơn là liều từ 10 đến 15 mg trên kg cân nặng, đồng thời là lau mát cho bé bằng nước ấm để giúp cho bé nó hạ nhiệt nhanh hơn trong khi chờ cái thuốc nó phát huy tác dụng.
có một cái trường hợp mà khiến các ông bố bà mẹ rất là lo, đó là trường hợp mà trẻ sốt mà lại bị co giật, tức là người ta hay gọi là động kinh nữa. Thì trong những trường hợp như thế này thì chúng ta phải xử lý như thế nào trước khi mà đưa trẻ đến các cơ sở y tế ạ? Khi mà trẻ thường á, mà trẻ là dưới 6 tuổi sốt có thể dẫn đến co giật, thì sốt mà co giật mà do sốt đơn thuần á, thì nó sẽ biến mất sau vài phút. Do đó là các phụ huynh nên bình tĩnh và xử trí theo những cái bước sau. Thứ nhất đó là cho bé nằm cái đầu phẳng, nằm trên mặt phẳng hoặc là trên giường, tránh xa các vật nhọn. Thứ hai đó là cho bé nằm nghiêng sang một bên. Em bé nó có ói ọc hoặc là có những cái dịch tiết đó, thì nó sẽ dễ dàng thoát ra ngoài, tránh cho bé khỏi phải bị hít sặc vào phổi. Thứ ba đó là chúng ta là không nên cho những cái vật cứng để đặt hoặc là ngón tay đặt vào miệng trẻ. Cho nên là nếu mà những đối với những trẻ lớn mà có răng thì sợ cắn vào lưỡi, cắn như phải vào lưỡi của bé làm chảy máu, thì chúng ta có thể dùng cái khăn mềm để chèn vào miệng của bé. Không vắt chanh vào miệng của bé hoặc là cho uống bất cứ thứ gì khi mà trẻ đang co giật. Ngoài hiện tượng sốt ra thì các bé thường có vấn đề là bị ho nữa, mà mỗi bé thì có một dạng ho khác nhau. Có bé thì ho có đàm, có bé thì lại ho khò khè, rồi có bé là ho sù sụ. Trong những cái trường hợp ho như vậy thì mình phải xử lý như thế nào ạ? Đối với những bé mà nó cảm ho thông thường thôi thì chúng ta có thể là chăm sóc bằng cách là cho bé uống nhiều nước ấm, cho uống từ từ, rồi vỗ lưng cho bé mỗi khi mà bé ho để nó kích thích, nó lông cái đàm cho em bé đỡ có phải ngứa cổ và kích thích ho. Đối với người lớn của chúng ta thì có rất là nhiều cách để mà trị ho. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ thì chúng ta có một những cái loại thuốc nào mà để hạn chế thấp nhất cái việc mà dùng kháng sinh đúng không ạ? Thì đối với trẻ nhỏ, nếu mà trẻ mà cảm ho thông thường thôi thì bé cũng có những cái thảo dược để trị ho, giống như là tắc hoặc là lá húng chanh, mình chưng với lại đường phèn hoặc là mật ong vậy đó, thì có thể cho bé uống trong trường hợp cảm ho thông thường thôi. Xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị, việc chăm sóc trẻ tại nhà khi mà trẻ bị sốt hoặc là ho thì có ý nghĩa rất là quan trọng giúp cho trẻ mau khỏi bệnh. Và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh của chúng ta đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để có thể chăm sóc cho con mình hiệu quả nhất khi mà bé có triệu chứng ho hoặc là sốt.